Hi, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Thì hôm nay á, là ở bên Trung Quốc á, là trời mưa nguyên một ngày luôn bà cô chú, cho nên á, là không có làm được gì hết trơn á. Cho nên là tranh thủ thì hôm nay thì em sẽ đi lấy hạt giống cho ông bà cô chú mình. Thì bữa trước em có đi lên lấy một lần nhưng mà vẫn không có đủ. Bây giờ em lên em gom lấy thêm một lần nữa rồi em gửi chung về luôn nha cả nhà. Thì tầm khoảng 15 ngày nữa là cả nhà mình nhận được tất cả các hạt giống luôn, là em gửi chung về cùng một đợt. Thì sáng nay thì dì Út gọi, dì Út nói là rủ em với A Sải qua nhà dì Hai chơi, tại vì hôm nay trời mưa ở nhà buồn á. Mà em nói là hôm nay em mắc công chuyện, em mắc đi lên lấy hạt giống, rồi em phải trả lời tin nhắn chốt đơn của cả nhà mình. Mấy hôm nay thì do em like á, em live stream cho nên là cả nhà mình nhắn tin nhiều quá, em trả lời không có kịp, nên là ngày hôm nay không dám đi đâu hết trơn. Cái là dì Út nói thì vậy thì chở dì Út đi chung, đi lên lấy hạt giống với. Tại vì ở nhà trời mưa buồn á, cho nên là em bây giờ qua ghé qua thì em chở dì Út đi chung luôn nha. Thì lên lấy hạt giống xong thì cũng không biết lát nữa làm gì. Nếu mà tụi em đi không thì tụi em về, nhưng mà chở dì Út đi chung thì chắc lát nữa kiếm gì ăn rồi mới về á cả nhà. Bây giờ cả nhà mình cùng đi chung với em nha. Chào ba. Wow, làm gì cho dì phụ họ niễn chinh nè. Làm gì dâu họ khang là dì Út mặc đồ đẹp nữa rồi nè cả nhà. Họ khang. Họ khang. Chào A. Chào ba. Em lấy hạt giống gì mà ông bà cô chú mình. Bữa nay có dì Út đi. Làm gì? Là gì? Dì Út mặc đồ đẹp mà. Hậu khăn. Hậu khăn. Này cây giống. Mấy người ở trên chung cư là đa số là người ta toàn mua cây giống và người ta trồng cho dễ không à? Có một vài gói đậu thiếu cho nên là dì chưa lấy được. Bây giờ cái nào có trước thì em gửi về trước, xong rồi cái nào có sau thì em gửi về sau 2-3 ngày. Cho nên là bữa nào ông bà cô chú mình nhận hàng thì tầm khoảng 15 ngày. Có người nếu mà thiếu cái gói đó thì tầm khoảng 18 ngày là nhận được hàng nha. Nó sẽ đi ra thành hai đợt, một đợt về trước với lại đợt về sau á. Là riêng cái hạt giống này nha cả nhà. Trời em mua dùm mà cái gì cũng cả đóng luôn nè. Hành lớn. Ừ, sửa đôi. Ớt ngọt ớt không cay nè. Cái này nhiều quá cho nhiều. Với lại bồ công anh á, cả nhà mình dặn quá trời luôn mà thiếu rồi. Giờ chờ gì về thêm hàng. Rồi cái bồ công anh thì về sau nha cả nhà. Bây giờ nói là bữa nào đưa dì Út đi mua kẹo á, xong hôm nay mới có dịp đi lại ghé lại mua kẹo nè ông bà cô chú. Dì Út hay đi làm thuê cho người ta cho nên là kiểu như là lỡ mà đói á, là ăn mấy cái viên kẹo là nó có ngọt á, là kiểu như là nó sẽ cầm đói, nên là dì Út hay mua mấy loại kẹo này kìa. Ở trên thành phố Lăng Hải thì có em họ của A Sải có một căn chung cư ở trên này thường đưa đón con đi học, nên là lúc này thì em họ đang ở trên thành phố. Hôm nay thì nhà em sẽ cùng nhau đi ăn đùi dê nướng. Ở quán này là chú sẽ nướng trước ở ngoài đây, xong rồi gần chín là sẽ đem vô bên trong cho mình ăn. Vô trong bàn mình sẽ vừa ăn vừa nướng nha cả nhà. Quá còn cao giảng thủy. Họ là xin lại là này mà em ghé ăn đùi dê nướng ở ngay chỗ đường này nè. Hôm nay trời mưa cho nên là mình nhìn thời tiết nó rất là âm u luôn, nhìn buồn hiu à.
Liệu quay lão là ma là gì? Liệu quay lão là ma? À. Ở đây ngoài đùi da nướng còn có mấy cái món như trên đây nữa nè. Xin xung quanh mình nè. Đây là cái đùi dê của tụi em nè. Đùi dê tươi nha. Dạ gì sẽ nướng 195 tệ là 700 ngàn tiền Việt mình. Chua chơi liền hả? Học Nhi con làm gì chung? Quả chung quay mi. Ừ. Em mời ông bà cô chú mình ăn đùi dê nướng chung với lại gia đình em nha. Bye bye, dì Út về nhà, giờ em đi về. Vậy là trời mưa lay hay hết một ngày, không có làm được gì hết cả nhà. Ngày mai ở Trung Quốc á, là ngày 20 tháng 5, là ngày lễ năm 20. Lễ này á, thì thường là người đàn ông người ta sẽ tặng quà cho phụ nữ, giống như là một ngày lễ tình nhân ở Việt Nam mình vậy đó. Tính ra là em thấy Trung Quốc á, cứ lòng vòng là từ cái lễ này tới lễ kia, một năm không biết bao nhiêu lễ luôn á ông bà cô chú. Lúc nãy em đưa dì Út về, dì Út có ghé vô siêu thị mua một ít đồ, dì Út bỏ trên xe, em không biết là mua cái gì. Thì em cũng chưa biết á, là hôm nay là ngày gì luôn. Nhưng mà A Sả nói là hôm nay trên mạng có một cái lễ gì đó, là mẹ mua quà tặng cho con, hoặc là mua quà tặng cho con dâu. Cho nên á, là dì Út á, là có mua đồ cho em và có bỏ thêm tiền cho em nữa. Thì chút nữa về đến nhà thì em sẽ mở ra xem thử là cái gì, rồi hỏi mẹ chồng em để cho rõ ràng. Chứ em thì cũng không biết là lễ gì luôn. Cái đoạn đường đi về nhà em á, cứ mỗi một lần đi ngang qua là một cảm xúc khác nhau. Hôm nay á, thì cái hoa màu trắng nó nở đầy đường luôn ông bà cô chú.
Mình nhìn bên ngoài cái khung cảnh rất là lãng mạn luôn. Mama, chính thiên sư xã hao nó quay xã lào dĩ mãi chưa cần cái quà nữa. Chính thiên sư xã hao. Xã hao. Hả? Sư yếu liang. Liang. À. Tổng. Đang mò thì hoa cái mấy cái bài à. Ừ. Cái phải rồi. Đến đây à. Quên đâu, mấy cái mà là quên đâu vậy? Đùi. Nhớ, phải cái xiềng. Tao hiền mà, lưu sườn khoai, lưu sườn lưu hả? Hả? Nó thì quăng quả. Hãy mua lũ đi, hãy mua lũ đi. Ba, thay quăng quả đó. Mẹ chồng em hỏi sao mà ba chồng nằm cừ hả? À, chưa có xong sữa thưa ma à. Cái này mua cái này cho ba khuấy nước uống nè. Bí mãi là hả? Mua mãi là bí mãi là ê mà mình cha hãy dội gì tới cửa hai mấy xưa rồi là dĩ hai mãi rồi. Ừ. Cái mama lưu sữa lưu khoai cái gì cái gì lưu sử lưu chứ sư hào đã hào thôi mà. Đúng đúng đúng, là 66, 66. Rồi chưa có gì sư hào đó, đúng mà. Đúng, 26 cái hồng bộ hồi 26 vậy. Mình lại sẵn là bây giờ. Mình lại có điểm sá đây, mình lại sá, bây giờ bằng cổ sá đây, bằng cổ sá đây, bằng cổ sá đây, bằng cổ sá đây. Rằng hả, liền cái điểm hào đó thiên thôi mà. Ừ, nhìn lâu ý cái nán tăng nguyên đó nè. Hả. Nếu mà bây giờ chết được rồi. Biết cấy là. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.